nay sẽ diễn ra một trò thuật trên một cái câu chuyện tình cảm. Em có đọc Conan không? Không có. Trong đây là có Conan và Mori, thì em đoán trong ai là Conan và ai? Thì Mori đây là à, thế em đánh số được. Bởi vì Conan không có dâu, đây là Mori này, còn đây mới là Conan này. Họ chỉ sống trên một con phố như vậy. Một ngày qua họ đi lên trên đi trên con phố này, thì bỗng nghe một tiếng rên hạt kêu rất là thất thanh như thế này. Em đoán xem người ta cô gái một tiếng, cô gái có cảm bị giết không bị nhất. Đúng rồi, bị đâm rất nhiều nhát. Còn một chỗ nữa. Em chọn một lá bất kỳ. Và đây chính là hung thủ. Anh sẽ cho hai người này đi tìm bằng cách là anh sẽ để cái phần bài xuống như thế này. Em mới dừng ở vị trí nào thì anh sẽ cho một trong hai người. Đây chỗ này là bớt rồi. Em muốn cho Conan em Mori. Tất nhiên thì câu chuyện Conan thì mình Conan vào không thể tìm được, vẫn phải có cả Mori để Mori vào đây. Tiếp tục anh sẽ cho sau một quá trình mà thẩm vấn với cả điều tra, họ loại bỏ ra được một số nghi phạm. Bảy nghi phạm. Bây giờ em cầm một bài đi. Em để là gì đầu tiên cùng đến cùng của bạn. Để là này. Tiếp tục đến cùng. Ở đây chúng ta đã loại bỏ ra 3 nghi phạm. Thế là tiếp tục. Cái cuối cùng thì em vừa ra đây. Rồi. Và đây chính là hung thủ. Bây giờ bật nhạc lên cho nó giống phim. Đi mẹ. Vâng, đây tính ra tên nào đen? À, tên màu đen. Sai. Sai à? Sai à? Bật nhạc lên. Cầm một bài đi. Ở phần cuối câu chuyện ấy thì luôn có một cái bộ sót đấy. Đây là manh mối đấy. Em chia xuống 6 là 2, 3, 5, 6. Thường thì cái thằng này ấy sẽ khai ra hung thủ. Khi nếu mà em thả ra thì nó không thể bay lên được nữa, không thể rơi xuống và đi xuyên qua lòng bàn tay. Thì khi nào chọn đây để nó được cao quái cả lồn rồi. Quái đây. Quái lồn. Em để cái dây này lên đây nhá. Anh nắm tay vào. Cái vòng này em để đây đúng không? Bình thường khi thả ra nó sẽ rơi ra ngoài đúng không? Nhưng mà khi anh thổi này, có một cái điều đặc biệt là một chút là thả ra được dịch. Anh giữ tay vào đây đi, giữ tay vào đây. Nếu mà anh giữ ở đấy không thì anh có thể tháo cái này ra được. Em giữ ở đây thì anh có thể tháo cái này ra được. Không đúng không? Rồi bây giờ anh giữ tay vào đây. Trong vòng khoảng 1, 2, 3. Mỗi mặt là có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sai một mặt này. Chơi này là trò chơi 16 tuổi, là 6 tuổi chơi của anh tên là gì nhỉ? Em nhắc là trò chơi này có 6 tuổi. Anh Lâm à? Trò này là trò 16 tuổi chơi. Bây giờ em sáng nó lại đi nhá. Có nghĩa là trò này là rất hay, sáng một mặt này. Cái này cũng mất. Đây mất. Nó đang ở đây đúng không? Em kéo này. Này. Lấy ra và ném quay trở lại cho vào đây. Bây giờ có cách nào để cho nó lên góc này không? Không được này. Không, bây giờ muốn tháo ấy.
pháo cho nó lên như này. Bây giờ anh sẽ tăng cảm giác lên. Anh thổi lên xoáy xoáy lên. Có cái nào cho nó lắc được? Khó. Từ từ thôi. Rút ra. Cái này anh không tập. Thế mà em để lại không? Tăng tăng. Nhưng mà em phải có nhấn đấy. Có cần nhấn to to. Chưa còn lấy cái móc chìa khóa. Cái đấy là cái khác. Rồi đấy, cái đấy làm thích vãi trưởng. Được chưa, bao chưa kìa.